trong khi nhiều người lơ là không đeo khẩu trang nên lây nhiễm lại. Thưa quý vị, tối 16 tháng 4 trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh lớp 10 từ trung học phổ thông Nguyễn Đại học Vinh Nghệ An ông tự quản quanh co đánh ngược đái và bị áp đảo tâm lý, kèm theo đó là xử lý học sinh đánh nhau gây xôn xao dư luận. Sự việc xuất phát từ một tài khoản tự nhận là người thân của nữ sinh. Trưa nay, đại diện các phòng ban chuyên môn trường ông Nguyễn Hồng Xoa, trưởng phòng công tác chính trị học sinh sinh viên trường Đại học Vinh cho hay,